Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 576 của bộ truyện tình hiệp tài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. đúng bây giờ nhàn vân hoàng giả vừa dứt lời quỷ cốc hai người cũng xuất hiện giữa không trung thiếu chủ vừa mới nói chuyện chính là chiến thiên liên minh mặc ngã hành trưởng thượng cũng là người quyền vũ thế giới nhầm ra thứ hai là tịnh kiếm hoàng trưởng thượng chiến thiên liên minh cũng là người tịnh gia trong vũ thần thế giới người thứ ba là hỏa loan thân phận nàng có chút đặc thù chỉ có ghế trưởng thượng trong chiến thiên liên minh cũng là người nguyệt hoàng thế giới phượng hoàng nhất tộc thứ tư là phục ma hoàng giả thứ năm là linh thai hoàng giả đều là trưởng thượng của chiến thiên liên minh kế tiếp là dược vương ngọc linh tử kiền khôn chân nhân ba người này chính là trưởng thượng của vạn thiên liên minh chúng ta thượng diện nhàn vân hoàng giả là trưởng thượng chiến thiên liên minh quý cốc hoàng giả là trưởng thượng của vạn thiên liên minh nhàn vân hoàng giả và quý cốc hoàng giả cũng là trưởng thượng trong coi vạn thiên liệp tràng đứng ở xa xa Lục Thiêu Du nhìn đám người xuất hiện, bảy đạo nhân và một phụ nhân, tổ nhàn đứng ở bên cạnh giới thiệu tường tận cho Lục Thiêu Du biết. Lục Thiêu Du nghe xong cũng dò xét hắn, hắn nhớ rõ tám người này ở trong lòng, Mười trưởng thượng xuất hiện. Chuyện này làm đội tâm Lục Thiêu Du sinh ra cảm giác run chảy. Mười người này rõ ràng không tiết khí tức ra ngoài, nhưng cả hư không sinh ra biến hóa khó hiểu. Lục Thiêu Du dò xét không trung, lập tức có mười khối đá rơi xuống mười trưởng thượng ngồi ngay ngắn trên mười ghế đá phong cách cổ xưa quỷ cốc và nhàn vân hai người ngồi ở trung ương chung quanh là mặc ngạ hành tịnh kiếm hoàng và hỏa loan ba người các trưởng thượng khác ngồi theo thứ tự mấy trăm thân ảnh phía sau sinh ra ký tức chấn động rất mạnh khi mười vị trưởng thượng ngồi ngay ngắn mười tảng đá màu vàng trong hư không run lên chúng lờ đường xoay tròn kim sắc quang mang quanh quẩn Ký tức kinh tầm động phách không gian xung quanh xoay tròn và vặn vẹo mười khối đá màu vàng chạm vào nhau, hội tụ dùng hợp vào một chỗ, tạo thành quảng trường lớn hồn nhiên thiên thành, nguyên vẹn không sứt mẻ, giống như chúng chỉ là một chỉnh thể vậy. Dưới quảng trường màu vàng, mây mù mờ ảo hồn nhiên thiên thành, kim quang tràn ngập làm người ta cảm thấy tâm thần chấn động không nhẹ. Hôm nay là ngày tổ chức quyết đấu phong thần cuối cùng, mời vị chiến hoàng lên sân khấu. Sau lưng bơi trường thượng, đang ngồi có một vị lão già bộ ra chừng 50 tuổi, nói vọng ra. Mười người nghe vậy, đạp mạnh một cái, Trần Quyền khởi động, lao lên bình đài. Bài kiến chư vị trưởng thượng, mười người cùng đứng ngay ngắn, hành lễ với những trưởng thượng trước mặt. Mười vị chiến hoàng rút thăm quyết định, Mới có ngọc giản, đen trắng, vàng, bạc, xanh, nằm loại màu, các người rút hai. Rút thăm có ngọc giản cùng màu đen trắng vàng bạc xanh năm loại màu sắc, phân biệt trình tự, phân biệt cùng đền sân khấu bắt đầu rút thăm. Lão già vừa dứt lời, người tiếp dẫn nhanh chóng cầm dương ngọc xuất hiện trước mặt 10 người, cho bọn họ rút thăm công bằng. Đến bây giờ, 10 người này tu vi thực lực có lẽ cũng đã kém nhau không xa. Loại quy tắc này có chút không công bằng. Nghe nói lúc này, vô sắc trùng thiền thế giới có 4 chiến tướng, một chiến tôn, ba chiến hoàng. Trên bệ đá có một lão già đầu trọc nói với mọi người. Phục ma, tin tức của người rất linh thông đấy, đúng là như thế. Lần này vô sắc trung thiên thế giới đúng là rất bất phàm. Quỷ cốc cười nói, lúc này Mỹ phụ nhân nói nhỏ, thành tích bực này, nguyên vũ thế giới nguyệt hoàng thế giới, vũ thần thế giới chưa từng có. Thành tích này không kém, nhưng mà muốn chiếm phong hào chiến thần, sợ rằng không có khả năng. Mỹ phụ nhân lạnh nhạt nhìn quỷ cốc tử, ánh mắt nhìn bởi người trên đài, nhìn chăm chú vào hoàng lạc nhan, nhầm tiểu diêu, tịnh vô ngân ba người, nói nhỏ. Hôm nay không biết ai đã chiến thần, nhưng mà vạn thiền tiền bình hẳn là không thắng được rồi. Thật sao? Khó có lúc hỏa đoàn người tin tưởng như vậy, bằng không chúng ta đánh bạc một trận chứ? Quỷ cốc nói với Mỹ phụ nhân. Đánh của cái gì đây? Mỹ phụ nhân ghé mắt hỏi. Cũng không đánh bạc quá lớn, bà kiện ao nghĩa linh khí, như thế nào? Quỷ cốc cười nói. Ta cược phòng hào chiến thần sẽ là của vạn thiền liên minh. Hỏa đoàn à, lúc này xuất hiện không ít người trẻ tuổi không tệ đâu, Nhàn Vân tân là trưởng thượng của chiến thiên liên minh, hào ý nhắc nhở hỏa loan. Ba kiện áo nghĩa linh khí thì ba kiện áo nghĩa linh khí, ta muốn xem vạn thiên liên minh xuất hiện thiên tài kiểu gì. Mỹ phụ nhân cười nhạt một tiếng, cũng không cho rằng Nhàn Vân nói đúng. Quỷ cốc chỉ mỉm cười, cũng không có nói gì nữa. Anh văn các trưởng thượng nhìn qua vũ đài, đứng hứng thú, đánh giá các thành niên tuấn tài. Trên quảng trường bầu vàng, Lục Thiên Du tiếp nhận một khối ngọc giản, làm bầu vàng Vòng thứ ba lên sân khấu, nhìn chín người chung quanh, Lục Tiêu Du đều thấy mọi người thu ngọc giản lại, không thể xem mình sẽ đấu với ai. Vòng thứ nhất quyết đấu lên sân khấu, những người khác lui ra phía sau, lão giả nói trong một câu. Mười người nghe như vậy, ánh mắt tám người kẽ nhúc nhích, lúc này bay ra ngoài, trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người nhìn vào hư không, thấy hai người còn lưu lại. Vì sao lại là bọn họ lại gặp phải nhau? là Hoài Linh Ngọc gặp Thái A đều là người vụ sắc thế giới chúng ta. Nhìn qua quảng trường, trên quảng trường nhiều người ngạc nhiên. Có chút không ổn. Lục Thiêu Du thối lui ra khỏi quảng trường, lại nhìn hai người ở quảng trường. Hoài Linh Ngọc và Thái A, hai người đều cầm ngọc giản màu đen. Hai người này gặp gỡ làm cho Lục Thiêu Du không thể không lo lắng thay cho Thái A. Trong hư không có nhiều ánh mắt quan sát hai người. Vụ sắc thế giới Hoài Linh Ngọc quyết đấu vụ sắc thế giới Thái A trong lục chiến đấu không được hạ sát thủ, không được vận dụng ngoại lực, người vi phạm trực tiếp bị xử trí, đánh chết hoặc rời khỏi quyết đấu. Hiện tại các người có thể bắt đầu rồi. Trên bệ đá, lão giả kia quát lớn một tiếng. Thân thể gầy gò của Thái A tiến lên. Khi lão giả dứt lời, khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tình quang khiếp người. Khi thế bộc phát, làm lòng người sợ hãi. Điện bản cảnh trung dai. Từng ánh mắt rung động nhìn Thái A, thanh niên gầy gò đã đạt tới cấp độ niết bàn cảnh trung giai nhiều người là niết bàn cảnh cũng phải hâm mộ ghen ghét niết bàn cảnh trung giai thật sự không ngờ người tiến bộ nhanh đến như thế nhìn thái a hoài linh ngọc cười ầm hiểm nói với thái a nhưng cho dù ngươi là niết bàn cảnh trung giai sợ rằng kết cục hôm nay cũng không có giống ngày đó nếu không phải người đánh đén ngày đó người nhất định sẽ chết rất thảm hôm nay người không cách nào đánh đén cho nên kết cục người phải biết Bàn chân của Thái A rời khỏi mặt đất, lệ quang lóe lên trong mắt, khí kình vô hình bộc phát ra ngoài, mang theo một đạo sóng xung kích động lăng, lăng lệ phá ra, bây giờ bao phụ không gian. Xem ra người muốn báo thù. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang, lại nói: "Đã như vậy, gọn gàng một lần, ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cũng không khách khí với ta, vậy phải xem ai có bản lĩnh hơn ai. Mạng ngươi sẽ nằm trong tay ta." Thái A vừa dứt lời, trong bi tâm có khí tức nóng bỏng bộc phát ra ngoài khí tức này giống như dùng nhàm nóng chảy làm cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy một cách vô thành vô tức nhiệt độ trong không gian tăng lên không ngừng chỉ trong nhánh mắt ngắn ngủi lưu quang bị thái a nắm trong tay trường kiếm trong tay biến thành quỷ dị bị vằn quanh quẩn toàn thân nhiệt độ khủng bố làm linh hồn bị phỏng chính là ao nghĩa linh khí tà ảnh hồn dương kiếm của thái a áo nghĩa linh khí áo nghĩa linh khí Ánh mắt của Hoài Linh Ngọc nhảy lên, ánh mắt ầm trầm nhìn vào ta ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Hoài Linh Ngọc, chịu chết đi. Ánh mắt của Thái A trầm xuống, vật tay lao thẳng về phía Hoài Linh Ngọc, mang theo tan ảnh liên tiếp, nguyên lực bộc phát cuồn cuộn. Thái A biết rõ, Hoài Linh Ngọc cường hãn, cho nên không dám khỉnh địch chủ quan. Vừa ra tay đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh tới tận cùng. Giữa hai người tổng cộng chỉ cách nhau vài chục mét. Khi Thái A dùng toàn lực, thì khoảng cách này quá ngắn, ta ảnh hồn dương kiếm rung lên hạo quang trói mắt tỏa sáng bà mũi kiếm chia ra hóa thành ba thanh bí vân quanh quẩn trên quảng trường chúng mang theo tà khí và nhiệt độ cực cao trong giây phút này mũi kiếm nghiền nát hư không hư không chung quanh rạn nứt đen kịt ta kiếm tam sát trong nhánh mắt ngắn ngủi kiếm quang lướt đi thay a à cầm ta ảnh hồn dương kiếm run lên một lần nữa ba thanh bí văn quang tăng uy năng bây giờ tăng lên rất nhiều thực lực rất mạnh kẻ này rất bất phàm. Tất cả ánh mắt trong hư không đều nhìn qua. Lúc này nhiều người quan sát Thái A, tiêu điên gầy gò này thực lực rất mạnh, có không ít tổng lão gật đầu thừa nhận. Nhìn ba bóng kiếm đánh tới, ánh mắt của Hoài Linh Ngọc sinh ra hàn ý ngập trời, trong mi tâm có hàn quang chợt lóe. Đây là đại kỳ màu đen, bí văn quấn quanh đại kỳ, khói đen cuộn cuộn còn mang theo tà ác dầm uế. Đại kỳ bộc phát, khí tức khủng bố, làm cho người chung quanh quảng trường khiếp sợ vô cùng là kinh dị. Vậy hôn kỳ. Và lúc này, Hoài Đinh Ngọc cười lạnh, có đen trên đại kỳ bộc phát. Nó dùng xu thế phù thiền cái địa va chạm với kiếm của Thái A. Kiếm quang lặng lệ xé rách không gian, lại không thể xé rách đại kỳ. Cả hai đụng vào nhau, chỉ trong nháy mắt, hàn quang trong mắt Hoài Đinh Ngọc trượt lóe, thủ ấn trượt biến hóa liên tục. Đại kỳ màu đen mở rộng ra, mang theo khí tức khủng bố và dầm loạn, trực tiếp bao phủ kiếm của Thái A vào trong. Niện bản cảnh trung giai ảo nghĩa linh khí người cho rằng như vậy là có thể chống lại ta sao hiện tại ta đánh cho ngươi phục ta hoài linh ngọc quát một tiếng toàn thân bộc phát tà khí khủng bố tới cực điểm đại kỳ màu đen bao phủ kiếm quang của thái a bản đạo kiếm quang nứt vỡ từng khúc không gian chung quanh cũng bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt này sắc mặt thái a đại biến ta ảnh hồn dương kiếm trong tay run lên lại có ba bóng kiếm bắn ra lần nữa bà đạo kiếm quang đã bộc phát khí tức linh hồn mênh mông phá hủy hư không uy thế còn mạnh hơn tà kiếm tàm sát lúc trước rõ ràng là thái a đã dùng toàn lực hoài Đinh ngọc cười lạnh khí thế khủng bố tăng vọt hư không sau lưng biến hóa hư không run rẩy không ngớt đại kim màu đen xoay tròn đột nhiên lực lượng âm ta khủng bố bắn ra lần nữa nó lại chấn vỡ bà đạo kiếm quang của thái a vừa lao tới chấm dứt chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đại kỳ bộc phát xương mù cuồn cuộn thân ảnh của hoài linh ngọc đã xuất hiện trước mặt của thái a tốc độ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt của thái a biến hóa thân thể gầy gò lui lại thật nhanh nhưng không kịp nữa một bàn tay đánh thẳng vào ngực của hắn mang theo lực lượng âm tà đáng sợ tới cực điểm chỉ trong nháy mắt này thái a chỉ có thể dùng lực tất cả lực lượng chống lại hào quang tử kim chợt lóe bao phủ toàn thân <laughs> ta đã nói rồi Ta muốn đánh vào mặt các người trước mặt các đại thế giới, đạp lên mặt các người, trở thành chiến thần." Hoài Ninh Ngọc cười nói âm trầm, lực lượng ta khí mênh mông rót vào người Thái A. "Thái A, cẩn thận." Trong hư không xa xa, Từ Viêm hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ vô cùng lo lắng. Trên quảng trường thành vô sắc, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng nhìn Hoài Linh Ngọc và Thái A đang liều mạng với nhau, căn bản không giống như tiểu đội cùng thế giới tất cả chủ nhân thế lực lớn nhìn ra vấn đề. Hoài Đình Ngọc và Thái A động thủ hoàn toàn không giống luận bàn. Thái A cẩn thận. Trên lầu các phi đình Bồn, rất nhiều người ngừng thở siết chặt nắm đấm. Âm mình dạ xòa đã sớm biến sắc. Trên quảng trường màu vàng, Thái A được hào quang tử kìm sắc bao phụ hắn phun máu tươi, thân thể bị đẩy lùi ra xa. <laughs> Trốn à? Trốn không thoát đâu. Hoài Linh Ngọc xình sát ý, thân ảnh lao thẳng về phía Thái A, bàn tay ngưng tụ khí thức âm tà lập tức bao quát cả không gian. Ám mà phần thần bí pháp. Trong thời gian ngắn ngủi, quanh người của Thái A xuất hiện rất nhiều lưu quang kỳ dị. Thân ảnh chia ra làm sáu, sau đạo thân ảnh lao ra khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống nhau như đúc, thậm chí trong tay đều cầm theo tà ảnh hồn dương kiếm. Ánh mắt của Hoài Linh Ngọc nghi hoặc, lập tức vệ hồn kỳ trong tay mở ra, nó dùng xu thế khủng bố bao phủ thân thể Thái A vào bên trong hai người này trong trung thiên thế giới dường như quan hệ không phải quá tốt đẹp. Thực lực Hoài Linh Ngọc âm tà đến cực điểm, âm thanh gào thét, ảnh hưởng tới linh hồn, hẳn đã có quan hệ với tà lòng trong vạn thế liệp trang. Ánh mắt của mặc ngã hành chấn động, lạnh nhạt nói một câu. Trung quanh tịnh kiếm hoàng, hòa loan, phục mà hoàng giả, linh thai hoàng giả cũng là sớm nhìn ra, ánh mắt hơi chấn động mà thôi. Mặc ngã hành nhìn Ngọc Linh Tử, lúc này lại nói nhỏ, không ghi tới cái này Hoài Linh Ngọc lại có thể luyện hóa tà long, thật là ngoài ý muốn. Trong giây phút ngắn ngủi, Hoài Linh Ngọc cười lạnh, sát ý bạo phát không che giấu, vật tay run lên, về hồn kỳ sinh ra âm thanh gào thét ghê rợn, sáu phần thần của Thái A đều bị khí âm tà phá hủy. Ta thua. Cùng lúc đó, thân ảnh Thái A phá không xuất hiện bên ngoài phạm vi vệ hồn kỳ, hắn vô to, bây giờ khoe miệng chảy máu tươi. Nhìn thân ảnh Thái A sắc mặt hoài linh ngọc có phần khó coi ánh mắt đỏ thẫm run run oán hận không thôi hắn một lòng muốn đánh chết thái a nhưng lại không làm được lúc này thái a nhận thua hắn không thể hạ sát thủ nếu không chết nhất định là hắn mười trưởng thượng ở phía trên sẽ không cho hắn đắc thủ trên quảng trường này năm người tịnh vô ngân hoàng lạc nhan nhầm tiểu diều đều nhìn hoài linh ngọc ngay cả tịnh vô ngân phòng khình vận đạm cũng nhìn qua trận đầu tiên vô sắc thế giới hoài linh ngọc thắng lão giả trên bệ đá tuyên bố trời thường hoài ra trời giúp kỳ phong thương hội trên lầu các ở quảng trường thành vô sắc hoài viễn khôi cười lạnh hắn nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu hắn cũng không biết nguyên nhân gì nhưng hắn biết rõ con trai của hắn xưa đâu bằng nay trong lầu các sắc mặt chủ nhân các tên lực các nơi chấn động trong tương hoảng không gian mọi người không khó nhìn ra hoài linh ngọc và thái a lục thiêu du có ẩn oán thật sâu trong vạn thế liệp tràng sợ rằng xảy ra không ít chuyện. Thái A à thu hồi tà ảnh hồn dương kiếm, đạp xuống bên cạnh lục thiêu du, miệng vẫn chảy máu tươi. ngẩng đầu nhìn lục thiêu du nói, sư phụ, thực lực của ta rất khó đánh chết được hắn, thực lực của hắn quá mạnh. Ăn đàn dược chữa thương đi, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Ánh mắt của lục thiêu du không có quá nhiều chấn động, nhưng hàn ý trong mắt bắn đầu khởi động. Thái A à tù luyện ám mà phần thần bí pháp không lâu, chính là sợ hoài linh ngọc quá khó đối phó, chỉ ít còn lấy ám mà phần thần bí pháp thoát thần ra ngoài, không nghĩ tới lúc này thật sự có công trụng. Thái ả à móc ra không ít đàn dược chữa thương rốn nuốt vào, thân hình lui ra sau lưng lục thiêu du. Hắn biết rõ không địch lại, cho nên không liều mạng. Hắn tu luyện ám mà phần thần bí pháp không lâu, tu luyện còn không phải quá thành thạo, nhưng mà cũng có thể giúp hắn thoát chết. Hoài linh ngọc mạnh thật, thái ả à chính là niết bàn cảnh trung dai, còn có ao nghiện linh khí. Ta suy đoán nhầm tiêu diêu hoàng lạc nhan tịnh vô ngân muốn đánh bại thái a cũng không dễ gì xem ra lúc này hoài linh ngọc sẽ trở thành đối thủ của đám người nhầm tiêu diêu hoàng lạc nhan tịnh vô ngân hư không bốn phía nhìn hoài linh ngọc chiến thắng và thái a bị thua sau trùng động và kinh ngạc mọi người lập tức đưa ra suy đoán của mình lúc này sợ rằng đám người nhâm tiêu diêu sẽ gặp phiền toái lớn trận thứ hai chính thức bắt đầu trên bệ đá vang giọng nói của lão già vang vọng hư không lão già kiếp vừa dứt lời lập tức hai thân ảnh bay lên quảng trường màu vàng vào một tiếng mọi người thấy có một thân ảnh lướt đi thân ảnh này hóa thành hào quang rồi bay xuống thân hình cao ngất phong độ nhẹ nhàng trên mặt tươi cười phong đạm vân khinh vô cùng gây sự chú ý phong hỏa tuyệt đại đại tuyệt phong hoa mọi người ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt biến hóa lúc này không có người nào không biết thân phận của người này huống chi người này đã thành danh từ lâu phòng hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa đến từ phượng dương thế giới bài danh thứ sáu trong vạn thế đối quyết phượng dương thế giới mỗi một lần vạn thế đối quyết trên cơ bản đều tiến vào top 10. phượng dương trung thiên thế giới có thực lực chỉnh thể không phải trung thiên thế giới khác có thể so sánh được phòng hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa người ở đây không xa lạ gì danh hào này đồn đại rằng người này một đường tu luyện tới hiện tại chỉ vài trăm năm ở trong phượng dương thế giới đã từng dùng tu vi ngộ trần cảnh sơ dai trực tiếp đánh chết ngộ trần cảnh cao dai. Thiền phú tu luyện kinh nhân đánh vỡ không ít ghi chép trong phượng dường thế giới, không phải người cùng thế hệ có thể so sánh được. Cho nên thiền phú cỡ này được gọi là phong hoa tuyệt đại. Lúc này lại là chiến hoàng, cũng không có ai cảm thấy có điều gì kỳ quái. Trong cái mắt ngắn ngủi, một đạo thân ảnh xuất hiện trên quảng trường màu vàng. Thân ảnh này xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay cầm thanh kiếm màu trắng có bi văn quanh quẩn một người một kiếm hồn nhiên thiên thành kinh thiền nhất kiếm tịnh vô ngân từng ánh mắt rung lên đối thủ của phòng hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa chính là kinh thiền nhất kiếm tịnh vô ngân tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ vũ thần thế giới đồn đại rằng vũ thần thế giới hắn chưa từng thất bại trong thế hệ trẻ đã không còn người là đối thủ của hắn mỗi một lần vạn thế đối quyết người phong thần cuối cùng đều là vũ thần thế giới nguyện hoàng thế giới Nguyện vụ thế giới đều chiếm lấy Lúc này nhìn thấy tỉnh Vô Ngân Mọi người cảm thấy lo lắng thay cho Tuyệt Phong Hòa Tuyệt Phong Hòa tùy mạnh nhất thế hệ trẻ vượng dường thế giới Thế nhưng mà không thể so sánh với tỉnh Vô Ngân được Từ khi tỉnh Vô Ngân lên đài Ánh mắt của Hoàng Lạc Nhan và Nhâm Tiêu Diêu Đều tập trung quan sát tịnh Vô Ngân Tuyệt Phong hoan nhìn thấy tỉnh Vô Ngân Không sinh ra khí tức chấn động Nhưng lại đường hoàng như bồn lôi Trong vô hình sinh ra cảm giác áp bách Tình vô ngân lên đài, khẽ ngẩng đầu nhìn tuyệt phong hoa, lạnh nhạt nói. Người thật sự dùng kiếm sao, cũng đừng lãng phí thời gian, một chiêu định thắng thua chứ. Trường bào nguyệt phong hoa, bây giờ khẽ chấn động, hắn nhìn về phía Tịnh vô ngân, khi độ không thay đổi. Chỉ điểm này cũng đủ để chứng minh hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ trong phượng dường thế giới. Tốt lắm, một chiêu định thắng thua. Tuyệt phong hoa nhìn tịnh vô ngân, hắn mím môi, trên gương mặt tuấn láng làm cho không ít thiếu nữ trùng quanh xì bề, nhất cử nhất động mang theo khí độ bất phàm. Một chiều định thắng thua, hai người ra tay khẳng định sẽ dùng toàn lực. Trời lớn đây, nghe hai người nói thế, người chung quanh bạo động, hai người quyết đấu lựa chọn một chiêu thắng bại, đây là việc hiếm thấy. Một chiều định thắng bại sao? Lục Thiên Du nghe vậy cũng hứng thú, ánh mắt của hắn nhìn hai người. Hai người này thật sự có phách lực. Tình kiếm hoàng, hai người trẻ tuổi này thế nào rồi? trên bệ đá mặc ngã hành ghé hỏi tịnh kiếm hoàng tịnh vô ngân là người tịnh gia cũng là hậu bối của tịnh kiến hoàng tuyệt phòng hòa đúng là không tệ nhưng mà muốn để người tịnh gia ta xuất kiếm cũng không phải dễ như vậy tịnh kiếm hoàng cười nhạt nói một cách khẳng định ra tay đi hy vọng người có thể làm cho ta xuất kiếm trên quảng trường tịnh vô ngân ôm kiếm đứng đó vẫn lạnh nhạt như cũ ánh mắt của tuyệt phong hoa khẽ nhúc nhích khi độ phòng hình vần đạm ngừng tụ trường bào run lên lòng bàn tay cầm chặt trường kiếm kiếm mình như phong lôi uy áp áo nghĩa linh khí lan tràn uy áp từ thần kiếm truyền ra trường kiếm này tuyệt đối là áo nghĩa linh khí không chậm trễ chút nào tuyệt phong hoa nhìn như phong độ nhẹ nhàng nhưng động thủ lại lăng lệ tích cực điểm trường kiếm run lên bổ sổ bóng kiếm lướt qua không gian mang theo phong thuộc tính nguyên lực cuồn cuộn chỉ trong thời gian ngắn không gian chung quanh tuyệt phong hoa gió nổi mây phun uy thế cuồn cuộn như là hung thú thức tỉnh. Tuyệt phong hoa đang sử dụng phòng linh kiếm và cự linh kiếm quyết, quả nhiên vượt ra tay là dùng toàn lực. Tu vi tuyệt phong hoa đã đến niết bàn cảnh sơ dài hậu kỳ đỉnh phong, tăng thêm phòng linh kiếm và cự linh kiếm quyết và bản thân của hắn bất phàm. Lúc này thi triển cự đình kiếm quyết, dù là niết bàn cảnh trùng dài cũng khó ngăn cản. Không biết tịnh vùng gần chống lại như thế nào, một chiêu định thắng bại, sợ rằng rất khó. Trong hư không, có tiếng nghị đoạn không dứt tịnh vô ngân, cự linh kiếm quyết, xin chỉ giáo. Tuyệt phong hoa quát một câu, kiếm quang đánh thẳng về phía tịnh vô ngân không chút khách khí. Cự linh kiếm quyết thật mạnh, lục tiêu du cảm thán, tuyệt phong hoa không hổ là người quá quan trảm tướng, đạt tới chiến hoàng, thực lực như thế, ngay cả thái A à cũng khó có thể ứng phó. Vô số kiếm quang đánh vỡ hư không, nó giống như vòi rồng quét qua tịnh vô ngân. Vào thời điểm này, tịnh vô ngân động ánh mắt bắn ra tình quang, toàn thân ngưng tụ khí thế đáng sợ hắn không đùi mà tiến tới thân ảnh lướt thẳng về phía kiếm quang đang cuộn cuộn kia vào lúc này hai tay tịnh vùng gần cầm kiếm đã buồng đỏng hai tay hóa thành hào quang trói mắt dùng xu thế bôn đôi va chạm với ngàn vạn kiếm quang trước mặt thường trường kiếm trong tay tịnh vùng gần như lưu tinh va chạm với ngàn vạn kiếm quang của tuyệt phong hòa kinh phong đánh tan vụ số bóng kiếm kinh phong quét qua không gian bao phủ vô số vết nứt, tuyệt phong hoa trên chỉ một tiếng, thân thể đã bị đẩy lùi ngay. Thân ảnh của tuyệt phong hoa lào đào lùi ra sau vài bước, huyết khí trong người nhộn nhạo, chút cuộc máu tươi không ngừng cũng chảy xuống. Hư không hỗn loạn, từ từ bình thường trở lại. Một chiêu này chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, qua miệng của tuyệt phong hoa chảy máu, mọi người hiểu được tuyệt phong hoa đã thua. Tình vùng ngần cương đại, ánh mắt của lục thiêu du chấn động, nội tâm thầm ngạc nhiên một chiêu của tịnh vô ngân đã dùng vỏ kiếm đánh bại tuyệt phong hoa hậu bối tịnh già không tệ trên bệ đá mặc cả hành cười nhạt hắn vô cùng tán thưởng với nhận được của hắn tự nhiên nhìn ra tịnh vô ngân mạnh tới cấp độ như thế nào tiểu bối nhầm già cũng không kém đâu tịnh kiếm hoàng mỉm cười hắn ta rất thỏa mãn với biểu hiện của tịnh vô ngân vừa rồi tuyệt phong hoa thua kinh tiền nhất kiếm tịnh vô ngân không hổ là người vũ thần thế giới mạnh có người mạnh hơn. Người trong hư không bốn phía cảm thán đối với việc tuyệt phòng hòa bị thua, mọi người trừ trung động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì làm đối thủ của tịnh vô ngân, phong hoa tuyệt đại tuyệt phòng hoa dù có thực lực mạnh hơn nữa nhưng không là gì so với tịnh vô ngân. Kinh thiền nhất kiếm tịnh vô ngân đúng là danh bất hư truyền, ta thua, cam chịu. Tuyệt phong hoa nhìn tịnh vô ngân, ánh mắt cò rúng, hắn dùng ống tay lau sạch máu trên khoe miệng của hắn, sau đó chậm chậm bước đi. Tuyệt Phong hoàng gần đầu nhìn tịnh vô ngân, sau khi nói xong lại thở dài. Một chiêu thất bại, hắn biết rõ trành lệch của cả hai. Thực lực đối phương thật sự quá cường hắn, hắn không phải là đối thủ. Trước kia còn có một ít ngạo khí, cho rằng người thế giới top 3 chẳng là gì. Mà bây giờ hắn rốt cuộc biết rõ được sự khác biệt. Trận đấu thứ hai, vũ thần thế giới tịnh vô ngân thắng. Người quyết đấu trận thứ ba lên đài khi tình vùng ngần và tuyệt phong hoa đùi ra, một thân ảnh xuất hiện trên sân rộng, hiệu quả trùng kích thị giác rất mạnh. Cả quảng trường màu vàng run lên. Cũng may, quảng trường dùng tài liệu vô cùng rắn chắc, tu vi nhất bản cảnh không thể phá hủy nó. Là hắn, lục tiêu dù chấn động, không nghĩ tới chính mình đối mặt với tên này. Người vừa đáp xuống đất, lưng hùm vai gấu, thân hình côi ngô to lớn giống như dạ thú. Khi hai Trần đáp xuống đất, khí thế bá đạo từ thân thể hắn bộc phát ra ngoài, từ đó thấy được chiến lược của hắn không thấp nhìn về bốn phía chiến ý cuồn cuộn hắn quát song tình thế giới giang đảo lưu thỉnh sáo. là song tình thế giới giang đảo lưu được xưng là nam quyền một thần man lực tung hoành song tình thế giới vượt cấp đối kháng đối thủ là chuyện thương ngay nghe nói giang đảo lưu có man lực và phong ngự làm yêu thú khiếp sợ không biết ai là đối thủ của man quyền giang đảo lưu khi giang đảo lưu dứt lời tiếng nghị luận vang lên không dứt tư liệu bởi chiến hoàng đã sớm là chủ đề của một người chung quanh, cho nên mọi người đã sớm biết không ít. Lục Tiêu Du điểm lên mặt đất, thân ảnh như điện, hắn xuất hiện trước mặt giang đảo lưu. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đáp xuống đất, khí tức cũng không giữ lại. Tù vì chuẩn niết bàn. Một đoạn ánh mắt nhìn thấy Lục Thiêu Du đều chấn động. Tù vì chuẩn niết bàn có thể tiến vào bởi chiến hoàng thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngược lại, không có người nào xem thường có thể đi đến hàng ngũ chiến hoàng thì không thể xem như chuẩn điệt bàn được. Dùng tu vi cân nhắc thực lực là sai lầm. Nhưng mọi người cũng không xem trọng, dù sao mới là chuẩn điệt bàn mà thôi. Đến điệt bàn cảnh, mỗi dài là một cái hào rộng, chính người khác còn không phải đối thủ bình thường, kết quả có thể nghĩ. Chuẩn điệt bàn cũng có thể đi tới bước này, cũng không phải dễ dàng gì đâu. Bây giờ, hỏa đoan lườm lục tiêu dù. Vổ sắc trùng tiền thế giới, lúc này đã không còn vô danh nữa, chuẩn niết bàn có lẽ có chút bổn sự nhầm tiểu diều đại nói quỷ cốc và nhàn vân hai người âm thầm liếc nhau sau đó đều cười cười quỷ cốc nói ta ngược lại cảm thấy lục tiêu du tu vi chuẩn niết bàn sẽ chiến thắng cờ đây quỷ cốc nhãn lực của người càng ngày càng kém rồi linh thai hoàng giả nhìn quỷ cốc giang đảo lưu đến từ song tình thế giới không phải kẻ yếu không có bất kỳ bất ngờ xảy ra thì giang đảo lưu hẳn là tu luyện thành công kim cương tông đại kiếm cường quyết. Một khi tu luyện đại kim cường quyết thành công, thì lực phòng ngự và lực công kích có thể nói là vô địch, thậm chí không cần linh khí. Một lòng tu luyện bản thể, bản thân vô cùng cường hãn, tu vì thực lực đã đạt tới niết bàn cảnh trung giai, thực lực như thế còn mạnh hơn phượng dương thế giới tuyệt phòng hòa kia. Phục ma hoàng giả áo bảo run run, hắn sờ đầu láng bóng của mình, nói nhỏ, vô sắc trung thiền thế giới lông thiếu du, tu vì chuẩn niết bàn, xem như bất phàm nhưng so sánh với giang đảo lưu, chỉ sợ còn kém hơn không ít. Là nhãn lực của ta kém hay nhãn lực của các ngươi kém, không biết các người có dám đánh cược nho nhỏ một lần hay không? Quỷ cốc xoay chuyển ánh mắt, cười nói với mọi người chung quanh. Người muốn đánh cược như thế nào? Mặc ngã hành cũng rất là hứng thú, ao tròn tán loạn và tóc dài bay lên, đôi mắt thầm thúy nhìn quỷ cốc hoàng giả. Tất cả mọi người, mỗi người cá cược một kiện áo nghĩa linh khí, thế nào? quỷ cốc hoàng giả cười nói với mọi người. Một kiện ao nghiện linh khí, vậy trời với người một phen. Mạc ngã hành lập tức gật đầu. Tốt lắm, ta cũng đánh bạc với ngươi. Phụ ma hoàng giả vỗ đầu trọc, cũng gật đầu với quỷ cốc hoàng giả. Ta cũng tới một kiện, ta cũng tới một kiện. Đập tưng, linh thai hoàng giả, dược phương, ngọc linh tử, kiên côn chân nhân. Ngay cả hòa loan và tịnh kiếm hoàng cũng là gật đầu đồng ý. Một kiện ao nghiện linh khí với bọn họ không tính là đánh cược nửa chân đạp vào niết bàn cảnh trung dài và chuẩn niết bàn, tranh địch lớn như thế, lục tiêu dùng mạnh hơn nữa cũng khó chiến thắng. Lúc này, sửa mái nhà rột có thể thắng một kiện ao nghĩa linh khí, mọi người tự nhiên đều muốn. Mọi người hào hứng rất cao, như vậy xem thưởng ta sao? Quỷ cốc hoàng giả nhìn mọi người, bộ dáng nổi giận đùng đùng, dường như đang hối hận. Quỷ cốc, người không thể hối hận đấy chứ, cũng đã đánh bạc không nên hối hận được. Rất nhiều trưởng thượng cho rằng quỷ cốc kiếp đảm tám người đánh bạc, tám kiện ao nghiện linh khí cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức ồn ào. Được rồi, ta không đổi ý, nhưng ta có thể nói với các ngươi, nếu lục tiêu du chiến thắng, đến lúc đó ta và nhàn vân sẽ thủ hắn làm môn hạ, các người cũng không thể tranh giành. Quỷ cốc nhìn mọi người, sau đó trừng mắt dựng râu. Được rồi, người bây giờ thù hắn làm đồ đệ, ta tuyệt đối không liếc mắt nhìn một lần. Phụng ma hoàng giả, vuốt đầu chọc cười nói. Ta cũng không đoạt tù vì chuẩn niết Bán chưa đủ tư cách, làm môn hạ của ta cũng chỉ có người vừa ý nó thôi. Ngọc Linh Tử trợn mắt nhìn quỷ cốc. Lập tức mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều tỏ vẻ sẽ không đoạt với quỷ cốc. Được rồi, vậy một đời đã định, quân tử nhất ngôn tứ mã nàn truy Quỷ cốc thấp giọng nói, âm thầm nhìn nhàn vân, nội tâm vô cùng cào hứng. Nhìn giang đảo lưu, ánh mắt đục thiêu du hơi chấn động, đôi mắt đầy chiến ý. Trên đại lục đình vũ, hắn đã sớm vô địch thủ, đi ra bên ngoài không phải bị đuổi giết thì bị chém giết đối thủ. lúc này đối mặt với giang đảo lưu làm cho lục tiêu du nhớ tới đoạn thời gian trên vân dương tông nhớ tới chiến đao quất đao tuyệt ba đào long tam phi ứng lăng phong nếu nói mình lúc trước có bằng hữu là bằng hữu chính thức lục tiêu du cũng chỉ có thể nghĩ đến quất đao tuyệt long tam lăng phong ba người này bằng hữu này đám người làm thập tam cũng không thể so sánh người cảm thấy quyết đấu thế nào mới tốt ta không có ý kiến gì đâu lục thiêu du nhìn giang đảo lưu hắn cười cười rồi nói nghe vậy giang đảo lưu có phần ngoài ý muốn nhìn lục thiêu du lập tức nói ngay vừa mới có người một chiều định thắng bại chúng ta hai quyền định thắng thua đi không né không tránh Trông lại hai quyền của đối phương là được ánh mắt của lục thiêu du động động lập tức mỉm cười gật đầu nói hai quyền định thắng bại rất đơn giản ta không có ý kiến giang đảo lưu cẩn thận nhìn lục thiêu du nói ngược lại rất là con lá gan, ngươi là chuẩn niết bàn, ta cũng không khỉ dễ ngươi, ngươi xuất một quyền trước đi, nếu ta có thể chống lại, sau đó ta đánh hai quyền liên tiếp, nếu ngươi còn có thể chống lại, ngươi lại đánh ta một quyền, được không? Ta thấy như vậy là tốt nhất cho ngươi rồi. Quá nó chứ, đây chính là so đấu man lực và phòng ngự, ai dám so với Giang Đảo Lưu, cho dù là Nhầm Tiểu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám, trừ phi Hoàng Lạc Nhan có dám hay không cách trời này quá hung tàn, ai dám chơi màn được với giang đảo lưu cơ chứ? Đây không khác gì muốn chết, lục tiêu du không bị ngủ đấy chứ? Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn lục thiêu du, man quyền giang đảo lưu, bản thân của hắn dùng man lực cùng lực phòng ngự trứ danh. Chơi kiểu này, cho dù là nhâm tiêu diêu và tịnh vô ngân cũng không dám chơi với hắn. Lục tiêu du chỉ cần có chút không bình, thì sợ rằng không đáp ứng cách chơi này của giang đảo lưu. Mọi người thấp giọng nghị luận, Lục tiêu Du thở ra một hơi, nói với Giang Đảo Lưu, không thành vấn đề. Lục tiêu Du nhất định bị ngu rồi, chắc là đầu bị vào nước. Đấu màn lực với màn quyền Giang Đảo Lưu, đây là tự tìm vạ. Lục tiêu Du hôm nay nhất định bị lừa đá. Nghe Lục tiêu Du đáp ứng quyết đấu với màn quyền Giang Đảo Lưu, mọi người ở chung quanh xúc động, hận không thể mở sọ của Lục tiêu Du, xem não của hắn làm bằng cách gì, có phải bạn đậu hay không. Đây rõ ràng là tìm tai vạ, Ai dám đấu phòng ngự với man lực với giang đạo lưu thằng này cứ chứ. Không bị lừa đá cũng là đồ ngu mới đồng ý. cho nết ban rất là cuồng ngông. Quỷ cốc người thua chắc rồi. Người này sau này sẽ là đồ đệ của người. Nhận định sẽ phát dương quang đại đấy. Phụng ma hoàng giả vỗ đầu bóng loáng của mình cười cười nói với quỷ cốc giống như mình đã thắng trận. Rất nhiều tưởng tượng bây giờ mỉm cười. Vốn cũng không có người nào xem trọng lục thiêu du. Huông chi còn đấu man lực và phòng ngự Lục Tiêu Du lúc này nói với Giang Đảo Lưu một câu, ta có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Giang Đảo Lưu lập tức đập mạnh hai tay, thân thể côi ngô của hắn bộc phát một tầng nham thạch bao phủ toàn thân, hoàn toàn không dám chủ quan. Vậy thì ta bắt đầu nha. Thấy thế, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, lại không dò dự, quanh người có hoàng quang xuất hiện, quyền lực như thủy triều bạo phát ra ngoài, không gian chung quanh sinh ra cơn sóng vạn vẹo, khí tức ngập trời bạo phát khắp nơi. Man Quyền Giang Đảo Lưu tuyệt đối không phải kẻ lường thiện. Lục Tiêu Du cũng rất muốn biết, đan điền khổng đồ và bất tử thần thể, bất diệt huyền thể của mình so với Giang Đảo Lưu sẽ như thế nào. Có chút thực lực đây. Đôi mặt khí tức hùng hồn của Lục Tiêu Du, ánh mắt của Giang Đảo Lưu chấn động, nhưng hắn chưa từng rung động nửa phần. Vậy tiếp của ta một quyền. Vừa dứt lời, đột nhiên bản trần Lục Tiêu Du đạp mạnh lên mặt đất, nguyên lực dưới chân hình thành lốc xoáy, thân ảnh của hắn đứt đi thật nhanh linh vũ quyết ở giữa không trung hai người đỏ dưng với nhau một đạo chiến ý cuồn cuộn từ từ bạo phát ra khỏi miệng lục tiêu du giọt năng lượng thổ thuộc tính vào trong quyền kinh của mình không gian lúc này gió nổi mây phun một quyền của lục thiêu du được ngừng tụ không gian run lên không gian chung quanh nắm đấm đen kịt chuẩn niết bàn có lực công kích như thế đã không tệ kẻ này có thể vượt cấp đánh chết đối thủ mặt tên lục tiêu du bạo phát thực lực có trưởng thượng cảm thán một câu tuy điều óc của lục thiêu du bị hỏng rồi nhưng mà thực lực chất cường hãn đấy banh trong giây phút ngắn ngủi một quyền của lục thiêu du đánh thẳng lên áo giáp nhàm thạch do giang đảo lưu bố trí không có hòa mỹ gì cả trực tiếp đánh vào trong áo giáp oanh một tiếng quyền ấn của lục thiêu du đánh vào áo giáp nhàm thạch không gian chung quanh bị nghiền nát khi kinh cuồng bạo khuếch tán bốn phía suy một quyền này làm thân thể giang đảo lưu lay động nhưng mà hai chân vẫn vững như bàn thạch. Tuy quyền ấn của lục tiêu du cường hắn, nhưng hắn có thể thừa nhận được, thời điểm hắn định nói chuyện, quyền ấn của lục tiêu du đột nhiên sinh ra tàn ảnh. Tàn ảnh của quyền ấn mang theo linh hồn công kích, linh hồn lực mênh mông, làm linh hồn người ta trun rẩy Chỉ trong căng tức tiến vào người giang đảo lưu, linh hồn lực công kích trút vào cơ thể giang đảo lưu. Giang đảo lưu chưa kịp nói chuyện, hai mắt trì trệ, thân thể lào đảo lùi ra phía sau vài bước, lúc này mới hiểm hiểm ổn định bước chân, sắc mặt hơi trắng, ánh mắt lập tức ngạc nhiên nhìn lục tiêu du. Công kích thổ thuộc tính, ẩn chứa linh hồn công kích, quả nhiên có chút thủ đoạn, hiện tại tới phiền ta. Giang đào lưu vừa dứt lời, thân thể không chỉ hoãn chút nào, thân ảnh của hắn lướt đi như tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp thuấn di tới trước mặt lục tiêu du. Tù vì niết bàn cảnh sơ dai hậu kỳ đỉnh phong, bộc phát hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, tình vô ngân hoàng lạc nhan nhầm tiêu diều đều nhìn lục tiêu du một quyền cỡ này lục tiêu du có thể ngăn cản hay không đây thành đình khải giáp ánh mắt của lục tiêu du khẽ giật mình bố trí thành đình khải giáp quanh người oanh một tiếng trong thời gian ngắn ngủi cánh tay của giàng đảo lưu chấn động nằm ngón tay mang theo nham thạch và hào quang màu vàng đánh thẳng vào lồng ngực của lục tiêu du không gian sau lưng lục tiêu du chấn động rất mạnh lập tức không gian sau lưng lục tiêu du nứt vỡ từng cúc thân thể lảo đảo lùi ra phía sau, hắn phải lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững được. Mạnh thật đấy! Lục tiêu Du ổn định thân thể, hít sâu một hơi mới bình ổn khí tức hỗn loạn, cúi đầu nhìn lân phiến thành linh khải tháp bị nghiền nát. Một quyền này, Lục tiêu Du chính thức cảm nhận được thực lực của Giang Đào Lưu. Một quyền này không phải niết bàn cảnh trùng dài, tuyệt đối không cách nào thừa nhận mà không xuất mẻ gì, không hổ danh tiếng man quyền. Không thể nào hắn có thể thừa nhận một quyền của Giang Đào Lưu từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên người lục thiêu du bọn họ vô cùng kinh ngạc vượt qua mọi suy nghĩ lục thiêu du có thể thừa nhận một quyền của giang đảo lưu kia lực phòng ngự này đủ mạnh trên bệ đá có không ít trưởng não cảm thấy ngoài ý muốn đại kim cường chi thân giang đảo lưu quát lớn vang vọng thiền địa lúc này thân thể của hắn như kim cường phật uy áp khủng bố bao phủ khắp nơi trực tiếp kéo dài qua hư không đến trước mặt lục thiêu du kim cương tông đại kim cương chỉ thần phòng ngự mạnh nhất trong đại kim cương quyết, thật là cường hãn không thể xem thường. Lúc này, thế Giang đảo lưu bố trí đại kim cương chỉ thần, không ít tổng lão động dùng. Khi thế thật khủng khiếp, giang đảo lưu vận dụng cả đại kim cương chỉ thần, hắn đã vận dụng toàn lực rồi. Dù sao thì lục tiêu dù cũng khó chơi, nhưng mà giang đảo lưu vận dụng toàn lực, lục tiêu dù sẽ khó mà ngăn cản được. Kim cương man quyền, Mọi người đang nuốt nước bọt lò lắng cho lục tiêu du. Giang đảo lưu lúc này đã tới trước mặt lục tiêu du. Hắn giống như con voi đè ép con kiến. Cánh tay to lớn của hắn giống như sắp đánh nát đầu của lục tiêu du. Một quyền này từ trên trời giáng xuống, không gian ven đường vỡ tung, mang theo lực lượng bang bạc đánh thẳng vào lục tiêu du, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu lục tiêu du, không chút kiêng rẻ. Lúc ấy, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Một quyền này sinh ra khí lãng quét qua quảng trường, khi kình bắn ra khắp các hướng ngay cả quảng trường màu vàng cũng chấn động Chỉ sợ lục tiêu du xong đời rồi một quyền hung hãn như vậy hư không chung quanh tan nát mọi người cầu nguyện cho lục tiêu du một quyền khủng bố này cho dù là cường giả niết bàn cảnh trung dai cũng khó có thể chống cự lại huống chi lục tiêu du chỉ có tu vi chuẩn niết bàn và ngạnh kháng trực tiếp lục tiêu du cẩn thận lục tiêu du chịu đựng người trên quảng trường thành vô sắc cầu nguyện trên quảng trường màu vàng một tiếng hổ gầm truyền ra, tiếng hổ gầm mang theo uy áp trùng động nhân tâm. Tiếng hổ gầm vang lên dưới nắm đấm của Giang Đào Lưu, đột nhiên toàn thân Giang Đào Lưu run lên. Nắm đấm bây giờ cỏ rút lại. Cùng một thời gian, mọi người nhìn thấy dưới nắm đấm của Giang Đào Lưu có điện quang bầu xanh bắn ra, lập tức một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quái vật khổng lồ xuất hiện, thân thể khổng lồ của Giang Đào Lưu bị ép lùi ra sau vài bước thoáng trông cư hồ phun ra điện quang màu xanh quanh quẩn hư không tiếng gầm mang theo uy áp thật lớn thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt giang đảo lưu lục tiêu du không có việc gì chống lại rồi trên quảng trường thành vô sắc trong nháy mắt hàng tỷ ánh mắt vui mừng bây giờ thì tới nửa ta lục tiêu du sửng sốt sử dụng hổ biến hắn quát to một tiếng thân thể khổng lồ run lên giống như hổ phổ bội mang theo uy thế kinh người không gian chung quanh cứng lại tiếp ta một quyền đi Lục tiêu dù thét lớn một tiếng, hắn hóa trưởng thành quyền, hắn nắm chặt nắm đấm thật lớn của bản thân, sát khí làng lệ chấn nhiếp tâm hồn, quyền ấn làm không gian chung quanh tan vỡ. Trong lúc phòng vần chấn động, những nơi nắm đấm đi qua, không gian đen kịt khó khôi phục lại, một quyền này trực tiếp đánh lên thân thể khổng lồ của giang đảo lưu. Âm thanh trầm đục vang vọng, năng lượng ngập trời bạo phát ra chung quanh, năng lượng cuồng bạo chấn động dữ dội, nó như cuồng phong hóa thành thực chất, cả không gian to như thế không ngừng vạn vẹo dữ dội, bành trướng. Thân thể khổng lồ của Giang Đảo Lưu lào đào đùi ra phía sau vài bước, ánh mắt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Thân thể khổng lồ không thể trèo chống được nữa, miệng phun ra một đống huyết vụ lớn. Thân hình khổng lồ nện thẳng vào quảng trường màu vàng thật to. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gió nổi mây phun khôi phục lại bình thường. Giờ phút này, người ở chung quanh nuốt nước bọt, một quyền này ẩn chứa uy năng khủng khiếp, làm mọi người run rẩy như cầy giấy tịnh vô ngân, hoàng lạc nhan, nhầm tiểu diều nhìn lục tiêu du, trong mắt mang theo rùng động khó tin. Hoài Linh Ngọc nhìn ra xa xa, âm trầm hư lạnh một tiếng, nhưng mà không nói nhiều. Thắng, lục tiêu du thắng rồi, một quyền thật đợi hại, đã thắng rồi, trông thấy chưa, lục tiêu du thắng thật rồi. Trên quảng trường thành phố sắc, rất nhiều người xôi trào, tiếng hoàn hồ vang lên không dứt. Trên bệ đá, hơn trăm người sọc lưng đám trường thượng biến sắc mặt, một đám vẫn còn kinh ngạc. Thời gian không gian, linh hồn, mộc thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa và một loại áo nghĩa kỳ lạ dung hợp với nhau. Lục Tiêu Du lại tù luyện nhiều áo nghĩa như thế. Mạc Gã Hành bây giờ ngạc nhiên nhìn qua Lục Tiêu Du, người mang áo nghĩa kỳ lạ chi nguyên. Linh thải hoàng giả nói nhỏ, lực công kích mạng theo thiên uy không phải thủ đoạn bình thường, kẻ này bất phàm, khó trách chuẩn Niết Bàn lại có thể trùng kích thẳng tới chiến hoàng kiện khôn trần nhân rung động nói một câu xem ra ta nhìn lầm rồi ta thua một kiện áo nghiện linh khí phụng ma hoàng giả vốt cái đầu bóng đáng bỗng nhiên dùng rực vỗ mạnh quay người nhìn quỷ cốc hoàng giả nói quỷ cốc có lẽ người sớm biết lục tiêu du bất phàm người coi trọng thiền phú của tiểu tử này sao quần tử nhất ngôn tứ mã nan truy nhớ kỹ một kiện áo nghiện linh khí lục tiêu du cũng là của ta và nhàn vân các người không được cướp đoạt quỷ cốc mỉm cười trong mắt hắn không có vẻ ngạc nhiên. Sang đào lưu thu hồi đại kim cường trì thân, lập tức chậm rãi đứng lên, quay miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thân thể khổng đồ của lục tiêu du, ánh mắt sợ hãi than nhẹ. Ta thua, ta thua rồi. Đà tạ, lục tiêu du thu hồi hổ biến, nương tựa vào đan điền khí hải khổng lồ điện bản cảnh sơ dài đỉnh phong bình thường sẽ thua hắn. Huống chỉ tăng thêm 16 lần kim thuộc tính thời khổng đào ngục chỉ lực. đánh chết giang đào lưu còn không làm được nhưng đánh bại giang đảo lưu lại đủ rồi. Trận thứ ba, vô sắc thế giới lục tiêu du thắng trận. Người trận đấu thứ tư, tư lên đài. Vạn phượng hướng hoàng, hoàng lạc nhan. Nhìn người này lên sân khấu, lục tiêu du hơi nhíu mày, không biết ai là người gặp phải hoàng lạc nhan này. Hiện tại chỉ có hoàng lạc nhan, nhầm tiểu diệu, mặc kinh tiên, còn có pháp Đạo thế giới độc nhất đào bốn người thôi. Khi bóng dáng xinh đẹp của Hoàng Lạc Nhan đi đến quảng trường, ngay sau đó, một thân ảnh lăng đệ đi lên. Người này nhìn Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt ngừng trọng, chiến ý dần trào và nói. Pháp đạo thế giới độc nhất đạo, thỉnh chỉ giáo. Nghe nói đạo pháp của người không tệ. Tại Hoàng Lạc Nhan lườm độc nhất đạo, lại nói. Động thủ đi, đừng có lề ma lề mê. Âm thanh uyển chuyển thành thúy, nhưng mà theo trong trèo và lạnh lùng, hoàn toàn không đặt độc nhất đạo vào trong mắt. Khi Hoàng Lạc Nhan dứt lời, đám người đứng ngoài xem nhìn Hoàng Lạc Nhan và độc nhất đạo thân là đầu lĩnh tiểu đội Nguyệt Hoàng Thế Giới Hoàng Lạc Nhan. Lại lịch của nàng, mọi người đều biết rõ. Nguyệt Hoàng Thế Giới công chúa Phượng Hoàng Nhất Tộc, thực lực vô cùng khủng khiếp, tăng tên Phượng Hoàng Thể, lại gặp gỡ cũng cực kỳ đau đầu. Nàng và tịnh vùng ngân nhầm tiêu diêu, tổng cộng ba người đều có hy vọng trở thành chiến thần lần này. Mà địa vị của độc nhất đào cũng không xa lạ với mọi người. Phạm đạo thế giới bày dành thứ bảy. Phạm đạo thế giới cũng có danh tiếng vô cùng trong thượng thành đại thiền thế giới. độc nhân đao cũng là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ pháp đạo thế giới. Người này cực kỳ mạnh, một thanh đao có thể đánh ra dành tiếng khắp đạo thế giới. Độc nhật đào lúc này siết chặt trường đao trong tay, chuỗi đào bắn ra, đào khí làng lệ, hàn quang bắn ra bốn phía. Trên thần đào còn có bí văn lưu chuyển, không gian chung quanh chấn động không nhỏ, uy áp lan tràn trong hư không. Lại là áo nghĩa linh khí, lục tiêu du nhíu mày, đến một bước này, trong tay mỗi người đều là áo nghĩa linh khí. Dùng thân phận của bọn họ, muốn một kiện áo nghĩa linh khí cũng không có gì khó khăn. Đồng nhất đao rót nguyên lực vào trong trường đao, lập tức phát ra tiếng gầm gừ như lòng ngâm. Hào quang đại phóng, bị phản quanh quẩn không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đồng nhất đao động thủ, tay cầm trường đao quét ngang, túc dục đào quyết. Trường đao biến hóa nhanh chóng, bắt đầu phát ra tiếng thú trống giữa thiền địa. Hoành đao diệt không, đến cho ta, hét lớn một câu trường đao của độc nhất đạo bộc phát khí thế kinh nhân lập tức tuôn ra ngàn vạn đao quang vô số đao quang che khuất bầu trời khu vực không gian này bị xé rách một một đạo kiếm quang bổ ra về đất không gian khí thế lăng lệ quét qua tất cả đột nhiên ngàn vạn đao mang quét qua như bão tố lập tức đến trước người hoàng lạc nhan từng đao mang xé rách không gian vượng hoàng lì hỏa tráo trong nháy mắt đầu ngón tay của hoàng lạc nhan vung lên đầu ngón tay có hỏa viêm bắn ra ngoài, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại cực kỳ nhanh, nhanh chóng đánh ra đao quang hình cung. Nhưng đời hỏa viêm đi qua, không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. chung quanh hoàng lạc nhan là hỏa diễm đỏ rực, biến thành hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng. Hư ảnh phượng hoàng không kém hư ảnh chủ tức bao nhiêu. Hư ảnh của phượng hoàng ngưng tụ ra đã bao phủ thân thể hoàng lạc nhan vào bên trong, nhiệt độ cực cao làm ra người ta bị bỏng, linh hồn cũng héo rút con người khó mà thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ giống chú tước hoàng tộc, không biết có liên hệ gì hay không. Lục tiên Du quan sát từ xa, hư ảnh Phượng Hoàng nóng bỏng có chút giống chủ tước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Đồng nhân đao thúc giục vô số đao mang đánh ra khí kình đáng sợ, bao phủ hoàng lạc nhan, không gian nhanh chóng nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua khắp nơi, hai bên va chạm với nhau, sinh ra tiếng nổ rất to. Đao mang tan rã, hỏa viêm tung tóe hư không trùng quanh bị hỏa diệm bắn trúng làm rạn nứt như thủy tinh năng lượng phong bạo tàn phá những đời nó đi qua nhưng đột nhiên nó dừng lại rất đột ngột quang trường đột nhiên yên tĩnh trở lại không gian chỉ lực chủ tức hoàng tộc trời sinh khống chế không gian chỉ lực lục thiêu du động dung đây chính là thiên phú không gian chỉ lực của chu tước hoàng tộc lục thiêu lúc trước dùng chu tước thần hy hóa thành thân thể chủ tước hắn ta thấu hiểu rất rõ không gian chỉ lực này có sự khác biệt khi lĩnh ngộ không gian trì lực. Thần là chú tước hoàng tộc thiền phú không gian trì lực, dường như nó được thiên địa chiếu cố, lĩnh ngộ không gian trì lực rất mạnh. Cảm giác cụ thể, lục thiêu dù cũng khó nói rõ, chỉ có thể lĩnh ngộ mà không thể nói ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.